Chào đón tất cả quý vị và các bạn đã đến với chương trình Tonight Tell Your Life. Chương trình được phát trên kênh YouTube channel và fanpage của OCTV. Mỹ Dung xin được cảm ơn công ty Hợp Nhất America đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi làm quen với vị khách mời trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chào. Hai chị. Chào em. Em giới thiệu một chút xíu về bản thân cho tất cả quý vị. Dạ, em tên là Nguyễn Lê. Năm nay em sinh 24 tuổi. Hiện tại đang sống ở California. Em tên là Nguyễn Lê. Dạ, Nguyễn Lê. Là có nghĩa em tên Lê hay em tên Nguyễn? Em tên Nguyễn họ Lê. Em tên Nguyễn họ Lê. đúng tên này rất là lạ. Hồi xưa lúc mà em đi học á, cái tên nó cũng làm gây rối lắm. Lúc mà tìm last name á, người ta cứ không biết cái nào là last name của em á. Đúng rồi, mà nhất là bên Mỹ nữa. Dạ đúng rồi. Như chị qua Mỹ chị tên là Thi đó em. Ôi dạ. Chị tên là Hoàng Thị Mỹ Duyên à. Mà không biết người ta làm giấy tờ cho chị kiểu gì mà nó tên là Thị Mỹ Duyên Hoàng. Bây giờ cái đợt mà chị lên sân bay á, người ta kêu Thi Hoàng, đâu biết kêu không chị biết đâu. Kêu ai ngồi đợi. Nên là cái tên tự nhiên mới vừa vô là cái tên nó đã bắt đầu câu chuyện rồi đó. Dạ. Là cái tên của em nó có cái gì đặc biệt không? Như kỷ niệm gì đặc biệt? Cái tên em không có gì đặc biệt, nhưng mà cái đặc biệt là ở lúc em ở Việt Nam, em có một người anh họ. Thì cái tên của ảnh không phải là Nguyễn Lê, mà tại vì ở nhà thấy cái tên nó đẹp quá, cái ảnh đi chơi ảnh dùng cái tên đó của em luôn. Cái xong cái bao nhiêu người bạn của ảnh tới nhà tìm, thì lúc đó ông ngoại bà ngoại em cứ hỏi, ủa thằng bé nó mới có mấy tuổi mà tìm nó đi chơi làm sao. Đó là em biết là ảnh bây giờ hiện tại ảnh vẫn lấy cái tên đó của em luôn, đến hiện tại bây giờ là mười mấy năm rồi. Ảnh thích quá hả? Thích quá. Là có nghĩa là tên nó lạ. Nó lạ đúng không? Không, thật sự là cái tên của em nó là hai cái họ. Thì đúng hai rồi. Cái họ nhà của ông, như mẹ chị là họ Lê. Còn có nhiều người người ta họ Nguyễn rất là rồi. Rất là đông, em là tụ tập nguyên cả hai cái dòng họ lớn thiệt lớn thành một cái tên của em, nên giờ em cũng lớn luôn. Như cái này là cái này qua Mỹ từ lúc nào? Em qua Mỹ lúc 2001. Dạ, đúng. Là em qua đại diện gì? Dạ em đi theo diện ba em cưới thì đưa bạn qua, em đi theo diện. Cái ngày đầu tiên mà em qua Mỹ là em ở đâu? Ngày đầu tiên qua Mỹ em ở Canro. Canro, dạ, đúng rồi. Là từ ngày đầu tiên cho tới thời điểm hiện tại thì mình ở chỉ xung quanh cái dạ, Orange County dạ, thôi mình, chứ không đi đâu hết. Dạ đúng rồi. Vậy là cảm giác đầu tiên khi mình đặt chân tới Mỹ thì sao? Lạnh. Tại vì em không biết nó lạnh cỡ nào. Tại vì em lúc đó em Việt Nam thôi. Khi em bước tới là mặc áo thun ba lỗ, quần sọ. Vừa mới đáp xuống bước ra khỏi cửa là ôi, em lạnh teo luôn. Dạ, em lúc đó là ai đó em? Lúc đó là ba em ra đón em. Lúc đó có mình em hay là đi với mẹ? Em đi với mẹ. Dạ. Thì lúc đó em cỡ 5-6 tuổi. Ba đi đón. Dạ đúng rồi. Đi 5-6 tuổi mà tiếng Việt của em rất là tốt nha. Nhà em bắt buộc truyền thống là nói tiếng Việt. Dù học tiếng Anh cũng phải nói tiếng Việt. Như vậy có đọc được tiếng Việt không? Viết, đọc, viết. Dạ, đọc được tiếng Việt. Còn viết thì hơi bị sai chính tả. Như vậy là dạ. Cũng good. Tại vì là có nhiều bạn bên này gia đình cũng không có ép lắm. Dạ. Cho nên là bạn có thể nói được một chút. Nhưng mà đọc thì không. Nhưng mà nếu như mà người mà mình biết được hai ngôn ngữ thì nó sẽ thuận lợi cho cái công việc của mình bên này. Dạ. Vừa biết tiếng Anh, vừa biết tiếng Việt, vừa giao tiếp được người Việt. Và vừa giao tiếp được người nước ngoài luôn. Dạ, đúng rồi. Người ở đây. Người ở đây luôn. Chị hay nói người nước ngoài trong khi mình đang ở nước ngoài. Yeah. Như vậy là đi qua đại diện bảo lãnh. Dạ. Rồi ở Orange County được một thời gian. Dạ đúng rồi. Thì cái người mà để lại cho em cái ấn tượng tốt nhất ở đất Mỹ. Ấn tượng tốt nhất ở Mỹ là người bạn thân của em. Người bạn thân. Dạ. Tại vì cái khoảng thời gian lúc em mới qua Mỹ là mọi thứ đối với em rất là xa lạ. Từ ngôn ngữ đến thức ăn rồi nơi sống, tất cả nó đều phải qua một cái quá trình phải luyện tập để mình có thể quen dần theo. Thì đối với em tất cả xa lạ, thì em lúc đó em mới vô học đăng ký thì đang em qua là đang giữa hè. Thì lúc đó phải chuẩn bị đăng ký này nọ mới vô học được, thì em vô tình quen được các bạn đó trong chỗ học. Thì các bạn đó rất là giúp đỡ em luôn. Tại vì em bước vô thì tụi em nói chuyện bình thường thôi, là như thường thường có những cái mối quan hệ mà ở trong lớp á, là khi mình cho mượn một tờ giấy hay là cho mượn cái bút, bắt đầu nó sinh ra tình bạn. Thì em cũng giống như vậy, như nhiều bạn như vậy.
có nhiều đứa hồi đó chị đi học nó chị không cho nó mượn, nó quýt gì luôn á. Ghê. Không gì nó đùa. Hay là em ở đi học và gặp cái bạn đó, và bạn đó là người mà giúp đỡ cho em tất cả mọi thứ trong thời gian đầu ở đây. Dạ đúng rồi. Và tới hiện tại thì hai bạn có giữ được cái mối quan hệ đến hiện tại thì em bị mất liên lạc với bạn đó. Ủa, tại vì tụi em lúc khoảng thời gian đó là tụi em quen thân và bạn đó cách nhà em có mấy căn à. Thì là quen trong lớp, xong rồi lúc tại thói quen là gia đình em phải đi làm thì có mẹ em ở nhà canh thôi. Thì em phải đi bộ về, lúc đó mẹ em chưa có xe. Thì em mới phát hiện ra là bạn đó ở rất là gần nhà em. Dạ. Thì trong cái con đường về đi tới đi lui về cái đầu quen thân hơn, nói chuyện nhiều hơn. Rồi sau một khoảng là sau một năm mấy là bạn đó phải chuyển nhà. Thì bạn nó phải đi qua bên Arizona ở. Thì đó, thời đó em vẫn còn trao đổi nhưng mà có vẻ như thế nào nó bị mất liên lạc. Tại sao lại mất liên lạc trong cái thời kỳ mà 4.0 này ta? Facebook rồi tất cả mọi thứ, số phone, tại sao lại không giữ liên lạc? Em nghĩ là mất liên lạc tại trong cái khoảng thời gian đó tụi em còn quá nhỏ. Bạn nó chỉ mới đi sau một năm đó em quen bạn đó thôi. Lúc đó là em đi học quen bạn đó lúc bao nhiêu tuổi? Tôi mới có 7 tuổi mấy hả? Ủa vậy thì nó quá nhỏ. Dạ đúng rồi, cho nên nó đến bây giờ em vẫn còn nhớ. Nhưng được. Mà chị đánh giá cao cái khả năng mà nhớ của em đó. Em chỉ nhớ được đến mức đó. Còn mà chị hỏi về sao là em quên mất tiêu rồi. Như vậy thì có hình ảnh hai bạn chụp chung với nhau hay này kia không? Dạ không, không có. Như vậy không thì khó, chị khó giúp quá. Ví dụ như có thì chị bỏ cái hình lên đây. Bạn ơi, bạn nào cái này hình này thì tới nhận Candy. Chứ Candy đi kiếm. Dạ đúng rồi. Không có hình, không có hình, không dạ, giúp không được. Có hình. Ừ. Như vậy thì có cái người đó là ấn tượng tốt rồi đó. Dạ. Thì có cái người nào mà để lại cho trong lòng em một cái ấn tượng xấu? Ấn tượng xấu hả? Có nghĩa có thể là cũng là những bạn xung quanh. Cũng trong là một những bạn xung quanh. Tại vì cái lúc mà em mới qua thì nó có một cái chuyện là em không nói được tiếng Anh. Em đang tập dần để nói tiếng Anh. Thì có những bạn xung quanh lại chiêu biểu, cười đùa, thấy em nói không được giỏi, rồi hay làm phiền ở trong giờ học. Em ủa đi học hay làm phiền lắm hả? Thôi em hay bị làm phiền. Em quậy phá lắm hả? Phá lắm. Em đang ngồi học bài mà có thể em biết chắc là ở 5 phút sau là có một tờ giấy nào gọm lại quăng sau lưng em. À có nghĩa là người ta phá em chứ phá không phải là em phá người ta. Không, em hiền lắm, em không phá ai hết. Em chỉ tập trung đi học thôi, tại vì em biết là em qua cỡ cái lứa tuổi đó thì em cần phải tập trung cho em học. Cho nên em ít có những mối hạn mà đi chơi hay này nọ ít lắm. Nhưng mà chị lại một lần nữa đánh giá cao. Là tại vì cái lúc đó em qua đây em còn rất nhỏ, nhưng mà em lại có một cái ý chí là phải cần phải cố gắng, phải học. Và em ý thức được là những bạn đó đang làm phiền em và em. Và lúc đó thì em xử lý như thế nào? Lúc đó thì em kể mặc kệ. Em cứ học, nhưng mà chị biết mà đến một lúc nào đó mình sẽ không giữ được bình tĩnh được. Dạ tại vì nó sinh ra, ví dụ mà mình không giải quyết liền, mình không nói hay là không lên tiếng thì nó sẽ bắt đầu nó build lên một cái cơn nổi giận trong lòng mình. Thì nói đây là cái mâu thuẫn là em quýnh lộn. Em đánh bạn hả? Tụi em có mâu thuẫn. Giao rồi xong rồi quýnh bạn. Là có phải là cái bạn đó là cứ trêu ghẹo em ngày qua ngày? Dạ đúng rồi. Cho nên khiến em tức nước vỡ bờ kiểu. Đúng như vậy luôn. Như vậy thì em đập người ta hả? Không, tại vì em ra em hỏi là em không có làm gì người ta hết, tại sao người ta phá em? Thì bạn đó trả lời là thích thì phá. Vậy cái bạn biết, bạn đó là người gì? Bạn đó là người Việt luôn. Ồ, người Việt hả? Dạ luôn. Sao kỳ quá. Dạ đúng rồi. Trước đây chị cũng có phỏng vấn rất là nhiều bạn và cũng có cái cũng chung một vấn đề là cũng đi học rồi cũng vấn đề, nhưng chị cảm thấy một cái đáng buồn là tại sao người Việt Nam lại cứ phải trêu ghẹo người Việt Nam. Tại vì trước đây những cái câu chuyện mà những bạn trước đã kể thì cũng là như vậy, tương tự. Những người bạn khác á, thì không có làm phiền, nhưng mà mấy bạn Việt Nam đi học chung á thì lại hay chọc ghẹo rồi kiểu như vậy, làm khó khăn với lại cái người cùng chung cái nước của mình như vậy. Em cũng đầu em nói kiểu là em cũng qua đây, em cũng bình thường, thì em muốn quen biết rộng hơn này nọ, nhưng mà có những người người ta không thích vậy. Rồi, thích. Rồi em tới em nói người ta. Thì em nói người ta xong cái người ta nói vậy, cái em bật. Em tức quá, em tức quá, em nói là em bụng ta luôn. Xong rồi đến xong lần đó không phá em nữa. Đến nào thắng? Dạ. Đến nào thắng? Hai đứa bị sát thương nhưng em không có tỷ đó nít quá bạn. Nên là không biết người nào thắng nhưng mà cũng bị chạy chửi quá trời. Nhưng mà em bị đánh nhiều không? Không. Như vậy là em thắng. Kiểu không phải thắng, cái thời đó không phải ăn thua nữa. Thời đó chỉ muốn biết là đừng phá nữa thôi. Nhưng mà hả? Mà có chị nói nghe nè. Có khi nào em có máu điên trong người không?
hơi tại vì á, cái tính cách của mình nó hình thành lên là từ, ví dụ như là giống như em nói đó, tức nước bở bờ, nhiều lúc nó dồn nén quá, nó dẫn tới mình lên, mất khô như vậy. Nhưng mà cũng sẽ có rất là nhiều người là có máu khủng ở trong người thôi. Có nhiều người không chọc vẫn tới đánh nha. Chị bị rồi. Vậy luôn. Hồi chị đi học chị bị đánh. Các bạn đó xéo dài của chị. Và đó là chiếc áo dài đầu tiên của ba mẹ chị dồn tiền may cho chị. Và kể từ lúc đó thì chị trở thành giang hồ. Không phải giang hồ mà chị, những bạn mà chị không ưa là chị sẽ đập, không có lý do. Mà lúc đó chị đang học rất giỏi. Và cái đó là cái môi trường ở Việt Nam, có nghĩa là cái bạo lực học đường nó xảy ra rất là nhiều. Và ngày nào chị cũng thấy, nhưng mà lúc đó chị là chị không care. Nhưng mà tại vì là chị là đi học, học nói chung là không giỏi nhưng mà ok, thành tích ok, ổn. Nhưng mà chị có một cái là chị thích hát, chị tham gia hoạt động trường lớp cho nên các bạn ganh. Thì chị bị đập vì cái lý do đó. Vì quá nổi tiếng. Nhiều bạn nam của trong trường thích chị quá, cho nên mấy bạn nữ đó không ưa. Cho nên là chị bị đập. Đó là lý do chị bị đập. Thì sau khi mà chị cũng mắc máu khùng trong người từ nhỏ, chứ không phải là chị hiền, nhưng mà tại vì bị như vậy hoài rồi cho nên chị bắt đầu chị mới khùng lên. Đó. Thì chị có thấy cũng giống như em. Nhưng mà khác một cái là ở Việt Nam nó khác ở bên Mỹ. Là về cái hình phạt. Thì sau khi mà em bị như vậy, em đi đánh bạn như vậy, xong rồi em bị gì? Sau bị đánh như vậy xong, cái sự mâu thuẫn đó xảy ra thì tụi em bị suspend. Không cho đi học cỡ 4-5 ngày luôn. Để tự kiểm điểm ở nhà, trường không cho đi học. Rồi sau đó có trở thành bạn của nhau không? Dạ không chị. Nhưng không mà nhưng kiểu mà như là cũng tránh né nhau. Kiểu ngon hả? Kiểu đi vô học thì kiểu như là mẹ em cũng nói là thôi kệ đi, coi như mình tập dần quen, mình đừng có gây những cái mối mâu thuẫn như vậy trong trường nữa. Thì em kiểu ok, thì em cứ gặp bạn đó thì em cứ đi chỗ khác, mà nó gặp em đi chỗ khác, kiểu như là không ai biết ai. Nhưng mà như vậy là sau khi mà em học ra thì em theo đuổi ngành gì? Em trong đầu em thời đó em đi học ra là nhiều ngành lắm. Cái mà em thích nhất là kiểu mà ước mơ nhiều ngành. Em thì em thích fashion. Fashion. Dạ đúng rồi. Mà lúc mà em đăng ký vô năm nhất học đại học để học thử fashion thì em nghĩ là ôi chết rồi, em là một người không phải giỏi toán, mà trong đó toán nhiều nữa. Dạ, tại lúc em vô lớp em tưởng là trời ơi có hoa tai vẽ là kiểu mình vô thôi. Ai ngờ nó có toán nữa. Chị cũng mới nghe. Dạ dạ, nó có mấy cái lớp toán này, chị quen với cái công thức measurement này nọ trong cái quần áo này nọ để chị có thể chỉnh sửa. Thì em kiểu trời ơi, đã ngu toán rồi mà còn đi học này nữa là chết luôn. Sao qua lớp cái xong cái ước mơ dù dập không cho. Cái em mới qua business. Qua business thì em cũng thích, nhưng mà bị có một cái là có những cái nó không, nó làm em không có vừa lòng trong cái ngành business. Thì thường người ta nói, hay là bạn em nói học á, học business không có tình người, thì họ chỉ nhìn tiền thôi. Phần năm em biết số người mà em quen biết thì thường họ chỉ always think of money first. Trong cái mối quan hệ của họ, họ chỉ thích cái người nào làm ra tiền hay giúp đỡ được họ thôi. Còn những người không được họ sẽ bác bỏ. Và cái business. Dạ đúng rồi. Ví dụ như là em đã gặp phải những cái business nào mà tương tự như vậy? Có, em làm đúng vào đó là em mới vừa đi làm luôn. Em làm một quán trà sữa. Tại vì em là người thích đam mê uống trà sữa. Em vô cái chỗ là hiểu luôn. Thì em làm ở chỗ đó thì lúc đầu họ rất là kiểu mà rất helpful. Tại vì em mới vô thì họ rất giúp đỡ. Nhưng mà khoảng thời gian thì lâu thì dài thì em cảm thấy là tiền lương của em nó bị cắt. Mà không vô cớ. Ví dụ nó là 2 tuần em được một số đó. Mà đến tự nhiên cái lúc em nhận lương bị cắt tiền mà không cho em biết lý do. Và xong cái em đi hỏi, họ nói là ồ cái này trừ vào tiền này tiền nọ tiền kia. Em nói là nó không có make sense. Tại nếu mà trừ thì at least phải cho em biết. Ví dụ mà lúc em nhận số tiền đó phải cho em biết là ồ vì lý do này lý do đó nên cái số tiền mình bị giảm, hay là ví dụ gì đó, thì không cho em biết. Đó là một phần mà kiểu giống như mình đi làm công ăn lương. Dạ đúng. Và bị cái người chủ đó cắt lương vô cớ. Dạ đúng rồi. Rồi còn một cái ví dụ gì nữa mà về cái công việc em đã trải qua mà em giống như là một cái minh chứng rằng là cái business đó, nếu như mà khi mà em làm mà em không helpful cho người ta thì em sẽ bị vùi. Có. Cũng là quán trà sữa luôn.
Vậy là em làm trong môi trường trà sữa rất nhiều. Dạ đúng rồi, em làm trong môi trường trà sữa rất nhiều tại vì em thích cái environment của nó. Em em là nếu như chị hỏi em thích làm công sở hay không? Đương nhiên là thích chứ. Mặc đồ đẹp đi làm, nhưng mà quan trọng là em không có ngồi yên một chỗ được. Em thích phải đi tới đi lui này nọ, giao tiếp với khách. Thì em làm một cái chức khá cao trong đó, được lên cỡ trong vòng một tháng. Em được lên cái chức đó. Thì làm chức gì? Giống như là manager cỡ đó. Thì lúc đầu rất là helpful luôn. Em có idea này cho tiệm, idea này kia là tất cả đều em thử nghiệm này nọ hết. Nhưng mà cái đến một giai đoạn nào đó cái em bị cảm thấy em không được appreciate. Những cái lời em nói ra không có còn được chứng nhận nữa. Bị bắt đầu bị bác bỏ. Là cái người chủ đó người ta trực tiếp bác bỏ những cái điều em nói. Cái em thích nếu mà đi làm thì chủ phải nên nói với em. Thì chủ lại đi nói với người khác để nói lại thì... với em. Thì em cảm thấy là tại sao lại không nói thẳng với em. Chính xác, cái đó mà như lúc nãy em nói là không được tôn trọng. Dạ đúng rồi, em cảm thấy giống như vậy nên em cảm thấy là tại sao lại không nói thẳng với em. Có cứ gì để em có thể sửa được. Tại vì nếu mà em đam mê trong một công việc nào đó, em sẽ làm hết sức và em sẽ mỗi ngày trau dồi hơn. Còn nếu mà làm như vậy thì mỗi ngày em cảm thấy em bị mất cái passion để đi làm. Ok. Ok, chị đồng ý với em về cái vấn đề em đưa ra là có nghĩa là những người business người ta chỉ quan tâm tới tiền. Thì nó có hai cái mặt. Là như em nói là những người mà đi làm mướn như mình á, giống như là người mà đi làm công ăn lương, người ta sẽ có một cái suy nghĩ khác. Và nếu mà người ví dụ em là người mở ra cái nhà hàng đó, hoặc là em là người mở ra cái business đó, thì em sẽ suy nghĩ rất khác. Tại vì nếu như mà em không xoay được cái số tiền, không xoay được vốn, một ngày em không làm đủ ra được chừng đó thì đương nhiên business của em sẽ bị shut down. Nó sẽ chết. Thì em phải nghĩ đủ mọi cách để em làm ra tiền. Cho nên là chị rất là thông cảm với những cái người đó, nhưng mà không nghĩa là không có nghĩa là mình đồng cảm với cái việc mà người ta cắt lương của nhân viên, nhưng mà chị đồng cảm với việc là người ta phải suy nghĩ làm sao để run một cái business, làm sao để có những cái idea mới, làm sao để cạnh tranh với lại tất cả những cái quán ngoài kia giống như mình cũng bán trà sữa, nhưng mà mình phải có một cái gì đó đặc biệt hơn. Thì đó là một cách mà business người ta làm, người ta phải suy nghĩ, người ta phải đắn đo, người ta phải đấu tranh hàng ngày, tại vì cái thị trường business nó rất là cam go, mà có quá nhiều người làm, cho nên nếu như mà em không vững, em không có nhiều idea thì em sẽ chết. Cho nên đó là lý do là như vậy nè, người tài người ta sẽ được trọng dụng, nhưng không có nghĩa là sẽ được trọng dụng lâu dài. Đó là lý do tại sao mà thời gian đầu em được mà thời gian sau không được, có nghĩa là người ta cảm thấy em hết idea rồi. Mà người khác giỏi hơn em, đương nhiên người ta sẽ kiếm người người giỏi hơn em để người ta run tiếp cái business của người ta. Trừ khi cái business đó là của em, thì bắt đầu em đương nhiên là cái business của em thì em phải đi tìm tòi cái mới tiếp. Dạ đúng rồi. Em phải đi gặp bạn này bạn kia, nhiều lúc em nói chuyện em share, nhưng mà tự nhiên cái bạn đó lại cho mình một cái idea hay, thì đó là người ta sẽ áp dụng. Cho nên là nói về business cần tiền là đúng. Mình cũng cần tiền, mình không có làm một cái business lớn mình vẫn cần tiền mà. Huống chi là người ta, cho nên là thương trường là chiến trường. Cho nên là có nhiều cái là nó cũng khó chấp nhận, nhưng mà làm quen với nó. Không, em làm quen đấy chị. Em làm quen cho nên tại vì em đã bị nhiều lần rồi. Dạ rồi, nhưng mỗi mục đích, mỗi một khi mà em đi làm á là em càng reach cao hơn. Để thử challenge mới. Nên mỗi lần mà em cứ reach. Vậy hả? Như vậy thì từ ngày qua Mỹ tới giờ nó có kỷ niệm gì vui, thiệt là vui không? Kỷ niệm vui hả? Kỷ niệm vui thì đối với em kỷ niệm vui không có nhiều. Không có nhiều hả? Dạ. Nhiều người em vui tính này nọ, hoạt bát mọi thứ, mà tại sao kỷ niệm vui lại không có? Dù em như những cái chuyện mà em như em đi chơi với bạn bè hay là gia đình thì em rất là vui. Nhưng mà có những cái em không có chia sẻ được. Nhiều người ta nói là ở ngoài mình cười cái táo về khóc. Vậy là em là người sống nội tâm à? Dạ. Như vậy là lại có một cái gì đó nó đã in sâu, có nghĩa là nó đã... Tại vì một người sống nội tâm á, một cái thứ nhất là người ta đã bị tổn thương nhiều. Cái thứ hai là người ta chịu đựng một cái gì đó trong một thời gian quá dài, và khi mà chia sẻ cho một ai đó, người đó không có tôn trọng mình và người ta không có lắng nghe, cho nên em cảm thấy không có tin tưởng để chia sẻ cho một ai nữa. Và kể từ giây phút đó em quyết định là em sẽ giấu. Giấu, vậy đúng không? Nhưng mà chị thắc mắc là em giấu cái gì, chuyện gì đã xảy ra cho em mà khiến em phải trở thành một người sống nội tâm trong khi mới 24 tuổi? Cái cuộc mốc cuộc đời em lúc mà em cảm thấy là em bị suy sụp nhất là lúc đó em mới 18 tuổi. Đó là em phát hiện ra là em không phải là con ruột của ba của em.
Và lúc đó là em bác bỏ hết tất cả những gì ai nói luôn. Như là em buồn, em chia sẻ bạn em, nhiều người này khuyên ngăn, nhiều người này kêu cho những cái solution tốt nhất để em có thể vượt qua, thì đối với em không tin. Tại vì mình sống với một người mà một khoảng thời gian rất là dài luôn. Em không nói là ba nuôi không bằng ba ruột, em rất rất thương ba em, nhưng mà nó kêu một cái gì đó ở giữa. Em cảm thấy em tin như là em bị lừa mấy năm rồi, em không biết gì hết. Nhưng mà làm sao mà em biết được là em không phải là con của ba em? Vô tình ba mẹ em gây lộn. Thì em đang học bài, thì nói quá lớn nên em gần em nghe. Thì em mới biết ra là chuyện là như vậy. Là chỉ vì thương mẹ em rồi phải cu mang theo em và mấy đứa em vào đây. Như vậy là em cũng đã có một thời gian sống với lại ba. Mà cái người đó không phải là ba ruột của em đó. Là sống được tới mười mấy năm. Hiện tại bây giờ vẫn sống chung. Nhưng mà cái mối quan hệ nó không có còn connect như xưa nữa. Em cảm thấy em bị mất cái gì đó. Có nghĩa là trước đây khi mà em chưa biết được sự thật thì em vẫn rất là yêu thương ba. Không, em biết đúng rồi. Rất là yêu thương ba. Và sau khi mà biết sự thật rồi thì em có một cái khoảng cách với lại người ba. Dạ đúng rồi. Mà hiện tại em có biết được ba ruột của mình là ai không? Không, em không biết. Mẹ không cho em biết. Em có không bao giờ hỏi mẹ? Em có hỏi mẹ mà mẹ em nói là em không cần biết. Em chỉ cần biết một mình mẹ em thôi. Tại vì nếu mà người ba đó của em đủ thương, đủ lớn để có thể che chở và quan tâm cho ba mẹ qua mẹ em á, với em á, thì sẽ không có để cho em đi. Chị cảm thấy những lời em chia sẻ ra nó có một cái gì đó mà nó bị stuck á, nó bị không có thể nào mà giải tỏa được. Yeah. Vì vậy thấy đôi mắt em đỏ lên khi mà em chia sẻ, khi mà em nói ra được cái câu là em bị một cú sốc lớn năm 18 tuổi vì biết người đó không phải là cha của mình. Nhưng mà trong cái 18 năm đó đó, người đàn ông đó đó có tốt với em hay không? Rất là tốt. Nhưng mà không biết, có thể là em có cái vibe, em feel được. Tại vì em là người rất chia sẻ hết những gì với em, với mẹ em. Nhưng mà không thể nào chia sẻ với ba. Thì khi mỗi lần em chia sẻ cái gì với ba của em á, em không có được câu trả lời. Mà chỉ có được cái câu là suy nghĩ quá nhiều, suy nghĩ làm gì. Là không có cho em lời khuyên. Như những người mà em biết là người ba họ sẽ cho họ cái lời khuyên nhất định nhất. Và những chuyện mà em cần gắt gói nhất có nhiều khi chuyện của con trai không nên hỏi mẹ được, phải hỏi ba, thì ba em lại không cho cái lời khuyên nghe. Nhưng mà nếu mà để mà cái lý do của em là vì biết ba không phải là ba ruột của em mà em cảm thấy không có gần gũi ba nữa, thì đó là một cái gì đó mà chị cảm thấy sẽ rất là tội nghiệp cho ba. Nếu như mà ba biết được điều đó, tại vì là dù sao đi nữa thì công sinh không bằng công dưỡng. Dạ, đúng rồi. Thì ba không sinh mình ra nhưng mà ba có công ba nuôi dưỡng mình, ba chỉ dạy cho mình. Chị nghĩ là ba sẽ có một cái tâm tư gì đó mà ổng giấu. Em cũng nghĩ vậy. Chưa bao giờ nói ra. Mà quan trọng là... Nhưng mà cái mà mỗi người sẽ có một cái cách biểu đạt khác nhau. Dạ. Có nghĩa mình là một người trực tiếp, mình sẽ đi hỏi trực tiếp, nói trực tiếp. Nhưng ba lại là một tiếp người khác. Ba trầm lặng, nhiều lúc ba sẽ nội tâm hơn em nữa đó. Dạ. Ba chọn cách là im lặng, giữ cái đó cho riêng mình, chứ không muốn cho con biết. Vì sợ nếu mà nói ra nữa, lỡ có một cái câu chuyện gì đó trong quá khứ mà nếu nói ra em sẽ tổn thương gấp đôi, thì sẽ làm sao. Cho nên chị nghĩ đó là cái cách mà ba chọn giấu đi. Nhiều lúc ông khóc thầm sao em biết được. Ok, như vậy á, bây giờ nếu như mà chị để cho em nói một lời cảm ơn hoặc là muốn chia sẻ một cái điều gì đó tới ba hay mẹ, thì em sẽ chọn nói cho ai? Cho ba. Thôi mình gửi lời cho ba qua cái chương trình này cũng được đi. Yeah. Thì xin mời em. Yeah. Thay mặt cái chương trình này thì con muốn gửi lời cảm ơn ba. Bấy lâu nay đã thương con, luôn luôn là người đồng hành với con. Dù là có một khoảng thời gian hai con không nói chuyện với nhau được, nhưng mà con hy vọng là có chuyện gì sau này con sẽ là người quan tâm cho ba nhiều nhất. Thương ba, nhưng mà không phải là không muốn thương mẹ nha. Có thương ba. Tại vì mẹ thương con nhiều rồi, bây giờ con phải bù đắp con thương lại cho ba. Bây giờ chị muốn em có một cái dòng tâm sự hoặc là một cái bài học rút ra từ bản thân cho những bạn giống như em, cùng hoàn cảnh. Nghĩa là cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha hay là cái gì đó.
thì để cho các bạn một phần nào đó open mind hơn, có một cái suy nghĩ thoáng hơn, để cho người ta có một cái cuộc sống hạnh phúc hơn, thì em sẽ nói gì với những bạn đó? Những lời khuyên mà của Ken ra cho các bạn nào trong rơi vào hoàn cảnh giống Ken, thì Ken biết là ở khoảng thời gian đó, Ken không biết là mọi người ở cái lứa tuổi nào, nhưng mà hãy suy nghĩ kỹ những cái hành động mình làm ra đối với ba hay với mẹ của mình, nó sẽ gây ảnh hưởng rất lớn. Thì mình luôn luôn suy nghĩ nhiều lần khi mình làm. Và Ken nghĩ là các bạn hãy cứ coi lại trong quá khứ là ba mẹ mình rất thương mình rất là nhiều. Chứ chuyện gì có xảy ra thì các bạn cũng phải luôn vững tin, không có được bỏ cuộc. Cảm ơn những lời chia sẻ rất là cảm động của em. Ông bà ta thường hay có câu nói là về công cha như nước Thái Sơn đó, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Em biết cái câu tiếp theo không? Không. Mẹ chưa dạy đúng không? Chưa dạy. Chị nói cho: một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Giống như hồi nãy chị có nói với em là công sinh không bằng công dưỡng. Cho nên là dù là bạn đang trong một cái hoàn cảnh nào, dù bạn được sinh ra trong một cái gia đình như thế nào, thì bạn hãy luôn biết ơn vì bạn được sống. Và ít nhất là bạn được nuôi dưỡng một cách đàng hoàng, chứ không có bị bỏ rơi giống như những bạn nhỏ khác. Thì qua đây hy vọng là cái câu chuyện của Candy và Mỹ Duyên mang tới cho tất cả mọi người sẽ rất là giúp ích. Và bây giờ xin mời Candy cùng Mỹ Duyên tới vòng xoay may mắn. Rồi bây giờ Duyên sẽ giải thích một chút xíu về cái vòng xoay này ha. Vòng xoay này nó có nhiều cái sticker như thế này. Đây là One More Round, là thêm một lượt nữa nè. Lucky Charm là một cái vòng, một cái sợi dây của mèo may mắn. Đây, con mèo tượng trưng cho may mắn đó. Rồi, Tonight Your Life là một món quà của chương trình, được có bí mật nhưng cũng không biết là gì. Rồi, cái này là H&C. H&C là công ty. Đây, cho các bạn thấy. H&C là chương trình, là công ty hợp nhất America chuyên chuyển hàng về Việt Nam, đồng hành cùng xuyên suốt cùng chương trình. Đây là cái món quà mà H&C muốn đem tặng tới cho các bạn, là một cái đồ lót nồi của ta có thể trang trí trên tường chẳng hạn. Thì khi mà các bạn mua cái sản phẩm này á, thì 10% sẽ được trích ra và đem quyên góp cho hội người khuyết tật tại Bến Tre. Đó là món quà cũng rất là ý nghĩa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử may mắn của Kenny. Xin mời. Ok. Cái này nè, nó chỉ ở đây là one more round nè. Đó. Bây giờ chúng ta thêm một lần nữa. Yeah. Tiếng khúc này cho xí nhạc vô này cho nó hấp dẫn. Rồi, đây là một món quà từ H&C. Nó đây, nó chỉ H&C đúng không? Rồi đây, đa số là khách mời tới đều nhận cái món quà này quý vị. Nhưng cũng không biết lý do tại sao các bạn luôn quay trúng cái món quà này. Nhưng mà Duyên nghĩ là chắc là vì món quà này ý nghĩa. Dạ đúng rồi. Rồi, xin gửi tặng cho Kenny. Cảm ơn Kenny rất nhiều về cái thời gian thì em đã bỏ ra ngày hôm nay. Dạ. Ngồi đây cùng với Mỹ Duyên chia sẻ câu chuyện đời tư của mình cho tất cả mọi người được hiểu thêm một phần về cuộc sống của nước Mỹ, một phần về làm con cái, cha mẹ, gia đình của bên Mỹ này như thế nào. Và tất cả quý vị muốn tham gia chương trình Tonight Tell Your Life, xin quý vị liên lạc vào fanpage của OCTV hoặc có thể gọi vào hotline của chương trình để được hướng dẫn chi tiết. Và bây giờ thời lượng chương trình đã hết rồi, Mỹ Duyên sẽ được chào và hẹn gặp lại quý vị vào những tập tiếp theo. Thì mình chạy chứ mà nó không tới Philippines. Tại vì là người ta chỉ thấy trăng với sao người ta chạy thôi. Thì cái đêm mà thứ tám á, cái ngày thứ tám á, thì mình đang chạy lúc đó khoảng, cái này nhớ là 5 giờ chiều, thì thấy đèn tự nhiên sáng thì ai cũng nghĩ là tới đảo. Thì lúc đó là người ta bắn bao nhiêu tốc độ người ta bắn người ta chạy tới. Thì lúc mà tới gần thì thấy